Xin anh Hầu hỏi bác Tài giúp ạ, chanh muối và mơ muối khác nhau như thế nào? Khi dùng mơ muối và khi nào dùng chanh muối? Pha trà bình minh thì mình dùng loại nào tốt hơn ạ? Xin cảm ơn bác Tài ạ. Hay đó quý vị, câu rất là hay. Ngoài ra chứ câu hỏi này chưa đủ đó, và tôi sẽ nói bữa nay cho đủ. Câu hỏi chưa đủ và không, khi mà hỏi tôi sẽ nói rồi nha quý vị nghe, để cho đỡ bà con. Hãy hỏi đang Công Hầu để cách coi là cái cũ. Cái chanh muối nếu người ta làm ăn thua mình làm như thế nào nữa, nếu mà còn để nguyên cái vỏ thì rất là tốt. Nhớ có nhiều người ta chà mỏng cái vỏ đi, không tốt. Làm chanh muối ít nhất trên được 5 năm, 10 năm quý vị thì sử dụng được. Thì chanh muối với mơ muối cái tính năng nó cũng từ từ ở nhau quý vị. Nó có 50% âm và 50% dương. Tức là vừa dương cực dương và vừa cực âm, nó nằm trong cái chỉ muối và chanh muối. Cái câu hỏi thứ gì là phải dùng chanh muối nuốt trọng hay là nhai? Bỏ vô trà bình minh uống khác, mà nuốt trọng nó khác. Đây, không ai biết cái vụ này. Nuốt trọng nó khác với khi pha trà bình minh. Đây, tôi nói cái câu hỏi trước. Cái chanh muối chúng ta khi sử dụng là sử dụng chính đến phổi, chúng ta sử dụng. Dùng tới cái cổ họng, dính tới cái phổi. Hoặc là khi mà chúng ta bị Covid đó, mà chúng ta chịu có cắt mấy chanh chuối 5-10 năm nha, mới cắt miếng vậy nè, bỏ ở dưới lưỡi quý vị đi ra ngoài, virus nó vô nó chết không còn móng, cái ngậm dưới lưỡi đó, đừng nuốt nha, nó ra chút xíu thì nuốt, nó chút xíu ra nuốt, thì cái đó nghe là coi như virus là chịu thua, nó vừa nuốt vô cổ họng cái nữa nó gặp cái này là nó tiêu cuộc đời nữa. Nó có tính khí, lý khí, tức là nó có hơi điển về cái phổi chút xíu, còn cái mơ muối nó hơi về cái ruột hơn, tức là những cái bệnh về ruột, về đại tràng các cái thì dùng mơ muối hợp lý hơn những bệnh về phổi thì cái chanh muối nó hợp lý hơn. Nhất là cái chanh muối mà quý vị bị phổi đó, bị Covid đó, nó chuyên môn quánh nó phổi mà quý vị để cái lưỡi một miếng rồi hết cái quý vị bỏ ra, không có gì mặn lắm đâu quý vị. Nếu đang ăn xong thì quý vị ngậm cái đừng có nuốt, phải ra chút xíu nuốt, trời đất ơi không có bị lây Covid quý vị ơi. Hít vô cũng được mà nói cũng được, nó vô trong cổ họng là nó gặp cái đó là tiêu cuộc đời. Tức là mơ muối 10 năm. Rồi, chị nhớ không? Vậy là biết rồi ha. Cái chanh muối nó thấy thiên về phổi, còn cái mơ muối thì nó thiên về dạ dày. Nhưng nếu chúng ta dùng trong cái trà bình minh thì thường là cái công thức của ngài lúc trước là mơ muối trong hay là chanh muối, nhưng chúng ta vẫn nếu hết mơ muối, chúng ta dùng chanh muối được. Không sao hết. Vậy nha. Rồi bây giờ nói nè, nuốt trọng nó khác với lại lúc pha nước. Nếu chúng ta lấy chanh muối hoặc là lấy mơ muối, chúng ta bỏ vô nước nóng, hoặc là chúng ta bỏ miệng, chúng ta nhai rồi nuốt nước nha, thì nó khác với nuốt trọng một chút chỗ nào. Khi chúng ta nhai thì cái yếu tố ở miệng này nó kiềm hóa cái chất âm của âm tính của cái mơ muối và chanh muối. Vì nước bọt nó là dương mà, nước bọt mà mình không, mình đừng nói nó âm dương đi, nước bọt nó kiềm quá, nó kiềm quá lại cái tính ăn. Nhớ nha, khi nó mới nó kiềm là so với, chứ không phải là nó kiềm hay là nó không kiềm. Bữa tôi nói rồi, cái âm là dương là so với nhau, chứ không phải nước bọt nó dương hay là nó âm, nhưng mà nó so với. Nhớ, người lùn không có nghĩa là tôi là lùn hay cao. Tôi đứng với kế bên người con bé con thì tôi cao, và tôi đứng kế bên ông 2 thước, 1,8 thước thì tôi trở thành thằng lùn. Một cái không có âm là dương, cho chúng ta nói cho kỹ cái này là nó so với, thì nó kiềm quá cái chất gì, nó kiềm quá cái âm tính của trong cái mơ muối và trong cái trái xí muội đó. Gì nhớ không? Nó kiềm hơn, tức là khi chúng ta nhai thì cái mơ muối âm muối nó mất cái tính tương đối, cái tính âm của nó hơn một chút, mà đi vào cái tính kiềm hơn một chút. Đồng ý là trong nó có cả kiềm lẫn âm và lẫn dương, nhưng mà nó sẽ lên về dương một chút nếu chúng ta nhai nó kỹ. Và nếu chúng ta ăn thịt, ăn cá mà không tiêu, mà chúng ta ăn vậy thì lại không tốt. Chúng ta nuốt trọng cái trái mơ muối, bỏ cái họng nha, uống chết á, bỏ họng đi, nuốt cái trái muối vô thì hoàn toàn nó có tính axit, nó còn tính axit thì nó tiêu hết bắt ra cái thịt trong cái này, lủng củng trong này nó tiêu hết trơn rồi. Mà chúng ta nhai, chúng ta nuốt thì nó lại khó tiêu hơn, vì nó bị kiềm quá rồi, mà nó mất cái tính axit của nó. Thì chúng ta đang ăn này, nhờ kiếm tới axit, bổ sung axit thì chúng ta nuốt trọng thì tất cả cái thịt rồi cái nó tan hết trơn, tiêu hết, không tiêu. Ha. Rồi ha, nhớ cái bữa nay và sau này tôi sẽ không nói lại nữa. Rồi, Kỹ chưa? Hay là muốn hỏi rõ nên tôi nói rõ một lần một thôi, rồi sau này không nói nữa. Nghe không? Nó năm âm mà năm dương. Trong cái trái mơ, tôi nói luôn, trong cái trái mơ nó có tính độc tính của nó. Trái mơ sống á, mơ tươi á, có độc tính đấy. Nó cũng tựa như trong cái hạt mơ đắng á, nó cũng có độc tính của nó, mà nó cũng có chất tốt của nó trong đó là B17 đó. Thì trong cái trái mơ nó có, thì khi nó đến nước độc tính nó quá cực thì nó lấy thời gian và muối để nó dương quá cái trái mơ này. Nó kéo dài trong cả năm, nếu mà trên 5 năm thì sử dụng nó ngon, 2-3 năm là được rồi, còn ngâm 1-2 tháng không có xài được. Nếu chúng ta bỏ đường vô thì toi. Với thời gian và muối thì nó dương quá cái này, nó dương quá đến cuối cùng của nó thì nó chứa trong này, vì nó quá âm cho nên hút quá dương. Ví dụ như cái đăng ti tại sao nó dương? Cái đăng ti tại sao nó dương? Các bạn nghe kỹ là rồi sao tôi trả lời nữa. Cái đăng ti thực sự là nó âm, nó là họ cà, nó rất là âm. Vì nó âm cho nên hút dương rất là dữ. Thành ra cái khi mà hút dương mà nó đốt đi rồi thì tính năng dương nó cực kỳ luôn, hơn cả muối luôn. Đấy, nó cực kỳ bị nó âm, thành ra nó hút dương nhiều hơn là một cái thằng dương mà hút dương. Ví dụ như đàn ông thì không hút đàn ông được, thương nhau mến nhau. Ví dụ như tôi thương ông Công Hầu, tôi mến ông, tôi đâu có ôm ông tôi hôn đâu cái gì. Ông đâu có ôm tôi hôn, nhưng mà có người nữ ông hôn à, có cô gái đẹp kia là ông hôn. Thành ra cái người ông nó hút cái dương mạnh hơn, nó hút dữ dương hơn, thành ra nó dương quá trời quá đất luôn. Đó là cái đồng đăng ti, nó dương dữ hơn là cả muối. Đấy, rồi cái mơ muối cũng vậy, thì nó kéo cái mơ muối cực âm vô trong, nhưng tính năng mà 50% axit của nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn tồn tại cái tính năng âm của nó. Thành ra nó là 50% âm và 50% dương, tựa như cái gió biển, nó vừa có muối mà nó vừa có dốt. 50% giữ sức khỏe chúng ta là do cái núi muối biển, và 50% còn lại là do cái hơi dốt ở ngoài biển. Đó, do đó mà tại sao ra biển nó phục hồi rất là nhanh, thì do đó. Quân bình âm dương, cực âm và cực dương nằm trong cùng một chỗ. Hẳn người nào bình âm cũng biến đổi thành dương, người nào bình dương cũng biến đổi thành âm. Hay chỗ đó có gì? Nó quân bình, cực quân bình âm dương. Đấy, quân bình và quân bình âm dương, cực quân bình âm dương. Tức là tối đa hai cái đó đều có trong cái tính năng của nó. Có gì ha, nhớ cái bài này và sau khi hỏi lại thì tôi sẽ không nói nữa. Anh Công Hầu sẽ chỉ lại những cái bài nào tôi nói trong cái trang nào. Quý vị chịu khó coi lại một phần, quý vị rất là cực khổ hơn là nghe nói liền, nhưng mình như đó mà quý vị mới giỏi được nha. Mà nếu không giỏi được mà nhờ người ta hoài thì mình không cứu được cái mạng mình đâu, mình phải học cho giỏi. Rồi xin hỏi câu hỏi khác.